Dạ, em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại video 1192 hôm nay nha các anh. Và hôm nay thì em tiếp tục lên lô cần mới nha các anh, là cần 2 khúc 3 khúc này, có cần 3m9 với lại 3 khúc 4m2 luôn nha các anh. Và bên này sẽ là cần câu lua, cần câu dây trong và cần câu tay carbon dòng lóng ngắn, em sẽ lên phía cuối video nha. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc là đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ việc phí ship cho các anh ạ. Các anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi bên trên góc trái màn hình đây nha các anh. Để các anh lưu ý giùm em nha. Thì số điện thoại em vừa đổi số mới thì các anh liên hệ qua số mới hoặc qua Zalo số mới giùm em luôn nha. 0982 437343 nha các anh. Và đầu tiên thì em có cái mẫu lưỡi câu nha các anh. Thì em xin phép trước, đối với đơn cần thì phí ship là 40.000, còn đơn máy đơn phụ kiện ship là 30 nha các anh. Riêng phụ kiện lưỡi câu này, cước dù BE thì từ 500 trở lên em mới miễn phí ship nha các anh. Và đầu tiên là lưỡi câu BVLC ạ. BVLC thì combo này em sẽ có 3 size là size số 10, 11 với 12 nha các anh. Cái thân lưỡi của nó cực kỳ dày luôn nha. Dòng này thì khách bên em chuyên câu săn hàng, câu biển hoặc là câu cá tra sông, tra dầu, tra bọt, đánh săn hàng dịch vụ đều được luôn. Lưỡi câu rất là đa dạng nha các anh. Nếu mà đặt trên vỏ ô ly thì nó sẽ tầm là 3 ô rưỡi nè, 4 ô cho đến 4 ô rưỡi nha các anh. Để nó sẽ có 3 size 10, 11, 12. Từ 3 ô rưỡi, 4 ô cho đến 4 ô rưỡi. Bên trên thì sẽ có lỗ xỏ cước nha các anh. Và lưỡi câu có ngạnh. Lưỡi có ngạnh này, cái đầu lưỡi nó rất là sắc luôn nha, rất là sắc bén, nhạy cá lắm các anh, giữ cá tốt. Một hộp như này thì là 40 lưỡi này, còn 11 với 12 thì mỗi hộp được 30 lưỡi nha các anh. Combo này thì sẽ trên 300 lưỡi cho mình nha, trên 300 lưỡi mà giá thì cực kỳ hơi luôn, giá chỉ có 99.000 thôi, 99.000 combo này nha các anh. Mã số 1, 3 size, nhiều số để các anh thoải mái mình tham khảo mình chơi này. Mã số 1 nha các anh, giá 99.000. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì có mẫu dù BE nha. Đây là dù BE của IGK, hàng made in Japan nha các anh, hàng nội địa Nhật. BE IGK, em sẽ có hai size là size số 8 và size số 9. Tải rất là khủng nha các anh, tải tới 120 130 LB luôn, 560 kg cá. Dù rất là khỏe nha các anh, dù nội địa Nhật, made in Japan này. Dù nội địa Nhật nha. IGK sử dụng công nghệ X8 nha các anh, nghĩa là bệnh 8 sợi dây vào với nhau nên là nó rất là chắc nha, cực kỳ chắc chắn, chịu lực rất là tốt luôn ạ. Để tải tới 5-60 kg cá mà chịu lực rất là khỏe nha các anh. Đây là cái sợi dù này, sử dụng công nghệ X8 nha các anh. X8 này, dù mới luôn, còn nguyên tem chưa có qua sử dụng đâu các anh. Các anh thấy nó bệnh vào với nhau này, X8 luôn, rất là dai, rất là khỏe. Các anh bán combo như này là hai cuộn nha các anh, hai cuộn sẽ có một size số 8 và một cuộn là size số 9. Thì combo hai cuộn này có giá là 99.000 nha. Combo hai cuộn này giá 99.000, mã số 2 nha các anh. UBE nội địa Nhật ạ. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 là một con máy câu lua sử dụng tay quay bên phải nha các anh. Các anh có thể rê cá lóc, cá chẽm, măng sộp, cá leo đều được hết ạ. Nói chung là câu lua rê nè các anh, là ấn nút nè, mình xả cước ra, còn xoay máy thu cước vào. Thì cái nút xả cước này nó cũng sẽ tự bật lên nha. Còn đây là núm sà bun, cần chỉnh mồi ở đây ạ. Cần chỉnh mồi ở đây. Máy chạy 18 cộng 1 bạc đại nha các anh. Còn đây là nút điều chỉnh min max ạ. Min max ở đây nha, từ số 0 cho đến số 12. Con lan chi cước vẫn còn hoạt động rất là tốt. Hoạt động cực kỳ tốt luôn. Máy sử dụng tay quay bên phải nha các anh. Tay quay bên phải có chốt chặn đầy đủ. Và con máy này có mã số 3 ạ. Mã máy câu số 3 có giá là 150.000 con máy này nha các anh. Máy câu mã số 3 có giá là 150.000. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 em lên cho các anh một con máy size 4 đến 5.000, lục đầu cần, đánh ngâm lan xê, câu sông hồ, bao khỏe luôn nha các anh. Dòng máy gold 5.000, cối sử dụng là cối kim loại nha các anh. Xoay nó sẽ có tiếng kêu. Gạt cước cực kỳ nhạy, cực kỳ chắc chắn luôn. Còn lăng cũng còn sáng bóng, rất đẹp nha các anh, có thể đảo chiều tay quay được. Vòng tua là 5.2 ạ. Vòng tua 5.2 size 4 đến 5.000. Và số cước số 4 sẽ vào được 109 này, cước số 5 104 và cước số 6 vào được 110 mét giây nha các anh. Cái cối này của nó chuẩn 5.000 nha các anh, nó đựng cước đúng thông số của một con máy 5.000. Còn form máy thì cỡ chừng 4 đến 5.000.
gạch cước, lăn cước, mọi chức năng, ok hết. Video em quay như nào em sẽ gửi hàng cho các anh như vậy ạ. Nếu là mình nhận hàng mình vui lòng kiểm tra hàng giúp em nha, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đảm bảo quyền lợi nha các anh. Chốt chặn ok hết nè, không xào không lắc một tiếng nào luôn nha. Và con máy có mã số là số 4, mã máy câu số 4 270.000, mã số 4 giá là 270.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5, một con máy bót quan nha các anh, máy luôn ngang sử dụng tay quay bên trái nên mình sẽ cầm còn tay phải nha, thu máy này, thu dây vào này, tay trái nha các anh. Bót quan dòng XT150 Heijin với vòng tua là 7.2, vòng tua khá là cao nha các anh. Bình thường đánh lu thì mình tầm 5 chấm đổ lên là vừa, còn 7.2 vòng tua nó rất là cao, cái tốc độ thu dây rất nhanh nên là mình sẽ đỡ mỏi tay hơn này. Đấy, thu dây vào nhanh nha các anh. Còn lăn này vẫn còn hoạt động tốt luôn. Máy sử dụng tay quay bên trái nha, dòng tay quay đôi. Đấy, tay quay bên trái Bot One XT150 Heijin. Thì em cũng vào sẵn dây cho các anh nha, các anh về cứ trải nghiệm thử dây này, không ưng thì mình đổi sang cái dây mà mình thường dùng nha các anh. Còn máy thì đã vào sẵn dây này. Đây là nấm spool, các anh cân chỉnh mồi ở đây nha. Mình cân mồi chuẩn á, thì khi ra dây nó sẽ rất là hạn chế cái tình trạng mà rối dây nha các anh. Cân mồi với lại mình vào dây cho nó chắc tay một tí. Vào dây thật là chặt, chắc tay thì khi mà các anh ném dây ra nó sẽ đỡ bị bung dây, đỡ bị rối. Sử dụng hệ thống phanh từ ạ. Bot One XT150 Heijin, máy lu ngang sử dụng tay quay bên trái, mã số 5, 590.000, mã máy số 5 có giá là 590.000 ạ. Và tiếp theo số 6 là một con máy đời cao của Daiwa nha các anh. Máy đời cao Daiwa giá dưới 1 triệu nha, giá cực sốc luôn. Con này thì trên các web và các shop thì giá hiện tại là 1.250.000 trở lên nha các anh. Giờ bên em thì còn một hai con thôi, thanh lý nhanh để mà về lô hàng mới, cho nên là em sẽ thanh lý. Giá chỉ 990.000 con máy này nha các anh. 990.000 để em về mẫu mới, các anh có nhiều mẫu trải nghiệm nha. Vòng tua là 6.4. Máy này là hãng Daiwa nha các anh, máy đời cao của Daiwa, dòng Daiwa Brick 150 nha, bản L. L là bản tay trái. Tay trái nha các anh, cũng sử dụng hệ thống phanh từ luôn. Nó có cái màu nước sơn là màu đen nhám nè, đen nhám toàn thân luôn, nhìn nó rất là sáng. Nhìn sáng con máy cực kỳ luôn các anh. Và những cái điểm nhấn này, màu gold ở tay quay nè, ở con ốc, rồi ngay cái núm sabun luôn. Nó điểm những cái màu gold rất là sáng máy. Sử dụng hệ thống phanh từ nha các anh, dừng mượt mà. Máy này thì ném dây xa, nó có hỗ trợ ném dây xa. Đây là nút xả cước nè các anh, nhấn nút xả cước nè, thu dây vào. Máy êm mượt không có lỗi lầm gì hết nha các anh, mới ken luôn, đảm bảo hàng đến tay các anh mới ken như trên video nha. Chạy tới 4 bạc đạn, vòng tua 6.4. 6.4 nha các anh. Tốc độ thu dây này nó cũng nhanh rồi, các anh xe em quay rất là nhẹ mà máy nó cực kỳ mượt luôn nha. Máy đời cao Daiwa, thanh lý các anh 990.000 để mình về câu trải nghiệm nha các anh. 990.000 máy câu mã số 6 nha. Giá trên các web các anh cứ tham khảo 1.250.000 con này trở lên. Mã số 6 nha. Và bây giờ em sẽ lên cần nha các anh. Đầu tiên mình có một cây cần 3 phút của Daiwa. Cây này chinh chiến quá nhiều luôn các anh. Đấy, nhìn vào là thấy chinh chiến khá là nhiều, nhưng mà chất lượng thì nó không có bị ảnh hưởng luôn, nó chỉ là xước cái nước sơn trên bề mặt thôi, còn chất lượng còn vẫn còn rất là tốt ạ. Dòng này thì quá bền rồi các anh, phíp đỏ hàng Nhật, phô phíp đỏ dẻo dai, chịu lực tốt ạ. Daiwa Jetspot chiều dài 4m2, cứng DX nha các anh. Và đòn này là đọt 3.6 ly nè, đọt 3.6 ly. Dòng này thì em bán rất là chạy, anh em ở những vùng biển như là Nha Trang rồi Vũng Tàu rất là chạy luôn, Phú Quốc này, canh câu bãi biển khá là nhiều. Bass sử dụng là bass Fuji FF7 ạ, Fuji FF7 này. Chiến chiến tới cỡ này mà phô nó còn chưa hề hấn gì luôn nha các, phô quá chất lượng luôn, phím đỏ nha, dẻo dai bền. Và dàn khuyên thì sử dụng là khuyên Fuji loại sứ xám nha các, có một cái khuyên gập và khuyên cái này, khuyên gập Fuji sứ xám. Và thông số ngọn 3.6 ly, cây này có trọng lượng là 620g ạ. Cần câu mã số 1 giá là 420.000, mã cần câu số 1 420.000 nha các anh. Tiếp theo mã số 2. Số 2 sẽ là một cây cần 2 phút 2 ngọn nha. Cần 2 phút 2 ngọn có chiều dài là 2m7, độ cứng 80 cho đến 100 ạ. 2m7 cứng 80 đến 100. Dàn khoen thì nó sử dụng là khoen lõi sứ trắng nha các anh.
Giang khoen lọ sứ trắng và đầu bu rồng rọc này xoay 360 độ luôn. Cái này đánh biển rất là phê luôn nha các anh, nó chống xoắn dây tốt này và có hai đòn hai độ cứng khác nhau. Các anh mua những cây cần hai đòn á rất là hời, nó không khác gì hai cây cần cho mình luôn, mình có thể trải nghiệm hai cái độ cứng khác nhau. Cái này cứng cũng cao các anh, cũng tầm 80 đến 120, hai đòn 80 đến 120 nha, đòn to lắm các. Cái này thì cũng hàng em mới vừa về, em vừa kịp vệ sinh thôi, cũng chưa có đo thông số. Này một đợt này quá khủng luôn các anh, 5 ly 4 nha. Còn một đợt là 5 ly 5, trên lệch không nhiều, 5 ly 4 và 5 ly 5. Trọng lượng sẽ là 380 gram ạ. Và cần câu mã số 2, mã số 2 giá cái này 390 nghìn. Cần câu mã số 2 có giá là 390 nghìn ạ. Tiếp theo mã số 3, số 3 là một cây 3 khúc, còn đẹp nha các anh. Cái này thì thấy ngoại hình tốt, ngoại hình vẫn còn khá sáng, 85%, nước sơn màu cam ạ. Cần của Olympic nha các anh, chiều dài là 3m9 và độ cứng là độ cứng DX ạ. Độ cứng DX, độ cứng 25 đến 27 nha các anh. Đo sẽ là 4.2 ly, đo quá to luôn các anh, đo cũng chuyên câu bạc bãi biển nè. Bạc bãi biển 3m9 Olympic và dàn khoen thì toàn bộ là khoen gập hết nha các, khoen nguyên zin của cần Fuji xứ xám viền đỏ, tất cả các khoen nè, kể cả alo luôn cũng là viền đỏ nè các anh, zin của cần nhé. Bát FF7 và bát gập ạ, Olympic 3m9, đọc 4 ly 2 và trọng lượng là 698 g. Cây này có mã số 3 nha các, mã cần câu số 3 450.000, cần số 3 có giá là 450.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, số 4 thì có cây 2 khúc, cây này dạng cần Hichi nha các anh. Hichi chuyên câu cá giò gì, cá cháp, cá hăm này. Các anh xem ngọn nó cong vút luôn nha, nảy rất là tốt, nảy tốt nha các anh. Olympic chiều dài 2m1 ạ. Bát sử dụng là dạng bát hãng, bát vặn như này. Còn phần cán tay cầm là cán gỗ. Gian khoen thì full khoen hãng luôn nha các anh, full khoen hãng hết. Nó sẽ là khoen kim loại một chân như này nha, nên kim loại không có sứ, nguyên zin của cần chứ không phải là rơi sứ đâu nha các anh. Và đo cần là 1.2 ly, trọng lượng 129 g. Cần câu mã số 4 ạ, mã cần số 4 220.000. Cái này mã cần số 4 có giá là 220.000. Tiếp theo mã số 5, một cây 2m1 của Daiwa nha các anh. Cái này thì có nước sơn màu xanh này, màu xanh và đọt là đọt đặc thái vọng 2m1 Daiwa, độ cứng tầm 20. Giang khoen sẽ là khoen sứ trắng nha các anh, nhà khuyên là sứ trắng, bát FS6, bát gập, cán tay cầm thì ốp nhựa mũ nha. Đo qua 2m1, đồng 1 ly 6, trọng lượng 220 g, mã cần số 5 ạ. Cái đo qua 2m1 này có giá là 250.000, mã số 5 nha các anh, có giá là 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6, số 6 thì có một cây 3 đọt nha các anh, một cây cần tới tận 3 đọt luôn. Cái này thì mua quá hời các anh, để trải nghiệm như ba cây cần khác nhau. Một đọt bé này cứng 30 này, đọt này thì 50-60, còn đọt to này 100-120. 3 đọt 3 độ cứng khác nhau nha các anh, thoải mái trải nghiệm. Chiều dài là 1m8 ạ, chiều dài 1m8. Đọt bé các anh câu đơn, câu ngâm bè này, hoặc vừa mình câu câu lăn xê, còn đọt to câu biển, săn hàng, ngâm biển đều được nha các anh. 3 đọt, 1 đòn là 1 ly 7, 1 đọt 2 ly 5, còn đọt to nhất là 4 ly 3 nha các anh. 4 ly 3, đọt 4 ly 3 này cứng là tầm 100-120. Phô phíp đỏ đẹp ạ. Bát dùng là dạng bát Fujisit, bát gập nha các anh, còn phần cán tay cầm là cán gỗ. Cán tay cầm cán gỗ ạ, dạng hơi full lọ sứ trắng như này, được tới 3 đọt luôn các anh. Với lại cần cũng còn đẹp, ít xước nha, ít xước, cái này mới ngoại hình tốt nè. Khuyên bát ngon lành hết, không lỗi lầm, không dập gãy. Và mã cân số 6, cân có mã số 6, cây này sẽ có giá là 420.000, 420.000 cây 3 đọt này ạ. Mã cân câu số 6 nha các anh, có giá là 420.000. Và tiếp theo mã số 7, số 7 thì em có một cây Wind Dragon, chiều dài là 2m1 nha các anh. Giang khuyên full nòng súng hết và đời 3 chân cao nè các anh, đời 3 chân cao, dài dài rất là nhanh luôn. Khuyên toàn bộ là khuyên nòng súng và phôi là phôi carbon xoắn toàn thân, xoắn nổ nha các anh. Còn bên này xoắn caro, chiều dài 2m1, độ cứng 80 ạ. Tải bi từ dây 3 chấm cho đến là dây 6 chấm nha các anh, bắt hãng bắt vặn,
cánh tay cầm cánh mút. Cái này đọt to lắm các, đọt to, phải mồi lăng xê thoải mái, phải mồi ngâm, phải mồi lăng xê này, mà canh câu sông hồ, câu cá tra sông, cây này rất là khỏe nha các, tra sông cây này hơi bị khỏe luôn. Có khuyên buộc da bảo hiểm ạ. Và đọt cân sẽ là đọt 3.3 ly nha các. Đọt 3.3 ly còn trọng lượng là 175 gram nha. Cần carbon cao cấp là nó vừa nhẹ vừa cứng. Mã số 7 350.000, mã cần câu số 7 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 8, một cây cần hai khúc châu Phi nha các. Hai khúc châu Phi, cây này tải mồ của nó cũng khủng lắm các. Tới mát là 100 gram luôn, 70 đến 100 gram, đọt to đọt 3 ly 2. Ngâm lăng xê nè, hoặc cách đánh mình tập câu lu á, mình tập câu lu thích câu dạng bạo lực. Tham khảo mẫu này rất là ok ạ. Châu Phi 2m1. Độ cứng của nó thì tầm 80 đến 100 nha các, đọt cũng to, đọt 3 ly 2. Bát thì sử dụng là dạng bát hãng bát vạn, còn phần cánh tay cầm là cánh mút ạ. Dạng khuyên hãng khuyên ba chương. Khuyên hãng khuyên ba chương và còn có màu nước sơn màu xanh như này, nhìn sáng nha các. Nhìn rất là sáng luôn. Chiều dài 2m1. Đọt 3 ly 2, trọng lượng của cần là cái này trọng lượng là 220 gram nha các, 220 gram và cần câu mã số 8. Mã số 8 190.000, mã cần câu số 8 có giá là 190.000 ạ. Tiếp theo số 9. Số 9 thì có một cây lu máy ngang dòng Tilap nha các. Cần câu lu máy ngang Tilap chiều dài là 2m4. Nên là mới tập lu máy ngang mà mình thích đánh bạo lực chơi cây này luôn các, bao khỏe luôn, đọt to, đọt tới rồi để đo lại xem đọt cái này thì to nha các, đọt to, đọt 2 ly 6 luôn, 2 ly 6 luôn nha, đọt khá to. Tilap 2m4, tải mồi thì 8 cho đến 25 gram, tải cá là 8 cho đến 15 lb ạ, 8 đến 15 lb, dàn khuyên toàn bộ là khuyên hãng nha các, toàn bộ là khuyên hãng hết và màu nước sơn đen trơn này, bát hãng bát vặn, bát hãng bát vặn nha các. 2m4, độ cứng tầm là M cho đến MH, đọt 2 ly 6, trọng lượng cần 172 gram và cần câu mã số 9. Mã cần số 9 giá cái này 250.000 nha, mã số 9 250.000. Em có những cái size ngắn hơn như 1m8 á. Anh nào thích câu ngắn hơn thì cứ liên hệ em, đồng giá nha các, giá 250.000. Tiếp theo số 10. Số 10 một cây hai khúc Dragon Fruit, chiều dài là 2m7. 2m7 và cây này cứng tầm là 50-80 nha các, đọt khá là to, đọt tới 3 ly 5 luôn, đọt to, 3 ly 5, ngâm lăng xê thoải mái nè. 2m7 nha các, khuyên 3 chương, khuyên hãng, còn bên cái phần ngọn này là khuyên 2 chương nha các, 3 chương là cái khuyên đờ 3 thôi, còn lại là 2 chương, bắt hãng bắt vặn, cánh tay cầm cánh mút đọt. Và đọt cần tới 3.5 ly, còn trọng lượng là 230 gram nha các. 230 gram cây này, dài 2m7. Mã cần câu số 10, mã số 10 có giá là 270.000. Còn câu mã số 10 có giá là 270.000 nha các. Và tiếp theo là mã số 11. 11 thì em có một cây cần 2 khúc. À không, cây này là cần ở dây trong, dẫn cần rút của Ryobi nha các. Cần rút dây trong, Ryobi, hàng Korea xuất thị trường nhờ cậu. Ruby nè. Cái này thì chiều dài nó là 2m5 nha các. Chiều dài 2m5. Có tổng cộng là 3 lóng. 3 lóng đọt nảy lắm các. Đọt nảy. Cái này cứng tầm 50, không quá cứng, không quá mềm. Độ cứng 50 nha. Ruby hình rất xuất nhập ạ. Và đọt cần 2.3 ly, trọng lượng 238 gram. Cần câu mã số 11 nha các. Mã cần 11, giá của cây này là 350.000 nha, 350.000. Ba cây dây trong này em để đồng giá cho các anh, 350 nha. Tiếp theo mã 12, một cây Dawa Holderlock luôn các anh. Cây này xuất xứ là Đài Loan, xuất thị trường Nhật này. Chiều dài 3m1, độ cứng 80, cần đánh biển, ngâm biển sang hàng nha các anh. Ngâm biển sang hàng, có 3 lóng tất cả ạ. 3 lóng tất cả. Khi ngâm biển sang hàng 3m1 nè, độ cứng với tận 80 luôn canh. Và thông số ngọn cần, thông số ngọn cần là 2.7 ly nha, ngọn to 2.7 ly, trọng lượng này là 270 gram nha các,
270g và phần câu mã số 12 350.000 ạ. Phần câu mã 12 nha, cây này có giá là 350.000. Và tiếp theo là mã số 13, cũng là một cây dây trong cần rút luôn canh, John Holder. 3m cứng 50 insider dây trong nha các. Câu mình sẽ luồn dây vào bên trong. Và đo cây này khá là to. Cứng 50 mà các, đo cây này khoảng tầm 2 ly dây 6. Dây 6. Có 3 lóng tất cả. Cần 3m nha các, 3m, 3 lóng tất cả ạ. Và thông số ngọn của cái này, ngọn cần sẽ là ngọn 2.5 ly, còn trọng lượng là 230g. Cần của Tactic Enjoy, Hàn Quốc xuất nhập ạ. Mã số 13, 350.000, mã cần câu số 13, có giá là 350.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 14 nha các. 14 thì em có một cây cần câu lua máy đứng của Yamaga nha. Dòng Yamaga này là hàng nội địa Nhật luôn các. Chiều dài sẽ là 2m4, độ cứng MH. Cây này canh đánh nhái hơi hoặc là nhái thật đều câu thoải mái nha, câu bạo tay luôn. Khoen thì sử dụng là khoen hai chân, lọ sứ bên trong là sứ xích nha các. Các xem cái sứ bên trong nó sáng bóng luôn này. Còn cái chân khoen sẽ là chân gôn. Chiều dài 2m4, độ cứng MH, đọt cần to, đọt 2 ly 3 nha các. Cần rất là chất lượng luôn, đảm bảo hàng đến nơi các anh cầm cần trên tay mình sẽ cảm nhận được ngay cái chất lượng của cây cần. Rất là chắc tay nha. 2m4 MH, 60g thì nhái thật ok luôn nha các. Và câu biển, câu lưu gần lưu biển sang hàng. Cái này thì lóc bông này, nhớ là lóc rừng nha các. Rừng hoặc là canh câu chẽm, câu cá mang thoải mái hết. Phôi thì dùng là phôi carbon xoắn ít hai da toàn thân. Giá thì cực kỳ mềm luôn nha các anh. Giá rất là mềm, phôi hai da nội địa Nhật là giá chỉ có 1.250.000 thôi. 1.250.000 giá cực kỳ mềm cho các anh ạ. Đọt 2 ly 3, trọng lượng là 165g nha các anh. Mã số 2, mã số 14. Mã 14 giá là 1.250.000. Tiếp theo mã 15. Em về được cả cặp nha các anh, cả cặp 2m4 với 2m7 luôn. Các anh thích độ dài nào thì cứ báo em nha. Thì chất lượng này, chất lượng carbon cho đến màu sắc nước sơn thì nó như nhau hết, nó chỉ khác thông số thôi. Yamaga nội địa Nhật 2m7 cứng MH tải mồi 30-60. Bát thì dùng là bát C4 cộng dạng bát vặn nha các anh. Bát C4 cộng bát vặn, cán tay cầm cán mút này. Cán tay cầm cán mút, phôi rất là dày nha các anh, phôi cực kỳ dày luôn. Trọng lượng là 185g cây này, 185g, 2m7 giá 1.450.000, 2m7 nha các, 1.450.000, mã số 15 ạ. Và tiếp theo là mã 16. 16 thì em sẽ có một cây cần câu tay carbon nha các, XSRI nè, chiều dài là 5m4, XSRI nha các, Fovip carbon rod. Cây này cái carbon nó rất là chất lượng luôn các. Rất là chất lượng nên em đã tháo từng lóng ra để các anh xem được cái chất lượng carbon nữa và cái độ mới của cây cần nha. Dài 5m4, màu nước sơn màu xanh rêu như này. 5m4 nha. Carbon xoắn tất cả các lóng luôn nè. Xoắn toàn thân, xoắn tất cả các lóng nha. Chiều dài 5m4 và cây này có độ cứng là 4-5H nha các anh, đảm bảo cần ra thẳng tắp luôn, không hề vọng tí nào hết. Thẳng tưng toàn thân, cứng đều nha các anh, cứng đều, không vọng. Nước sơn thì màu xanh rêu, phôi quá dày luôn ạ. Phôi dày đoạn như này luôn. Và đo cần sẽ là 0.9 ly nha các anh. Cái này đo 0.9 ly, còn trọng lượng là 188g nha, 5m4, 188g. Cần zin nguyên bản, không lỗi lầm, không hao hụt. Mã số 16. Mã 16 và giá của cây này là 690.000, mã cần câu 16 nha các, giá 690.000 ạ. Tiếp theo 17, 17 là một cây cần câu tay carbon dòng G Đức nha các. G Đức màu xanh đậm, xanh nước biển đậm như này, 6m3. Độ cứng của nó là cứng 4-5H nha các. Đảm bảo ra cần thẳng tắp luôn, cứng 4-5H. G Đức 6m3 nha.
Em mời các xem từng lóng ạ. Giờ đứt 6m3. Và đọt cần sẽ là 0.9 ly nha các. Đọt 0.9 ly, độ cứng vẫn là 4 cho đến 5H nha. 4 đến 5H. Xoạn toàn cần tất cả các lóng luôn. 4 đến 5H cây này. Và thông số họ cần 0.9, trọng lượng là 238g. Và mã cần câu số 17 nha các. Mã cần 17, giá cần là 390.000. Mã cần câu 17, giá là 390.000 nha. Cần câu tay carbon gdup 6m3. Tiếp theo mã 18. 18 thêm có một cây hamon nha các. Hamon chiều dài là 5m4 ạ. Cần tay carbon hamon 5m4. Xoắn toàn thân nha các. Xoắn toàn thân như này. Cần đẹp nhé. Màu sơn nó là màu vàng. Cần rất là đẹp. Chiều dài là 5m4. Mẫu này em cũng có cả 6m3 nha các. Nên nào có nhu cầu lấy 6m3 liên hệ em nha. Màu đỏ và màu vàng. Đỏ và vàng. Còn đọt cần sẽ là 0.8 ly ạ. Đọt 0.8, trọng lượng 196g. Trọng lượng 196g. Và mã cần câu số 18 nha các. Mã 18, giá cần là 370.000. Mã cần câu số 18 có giá là 370.000 ạ. Tiếp theo số 19. 19 sẽ là một cây cần câu tay 6m3 nha các. Carbon của nó lên tới 98% nha. Và 6m3. 6m3 nè. Có 3 chế độ zoom là 5m4, 5m8 và 6m3. 5m4, 5m8, 6m3 nha các. Cần câu tay carbon luôn. Có zoom mà giá thì chỉ có 560.000 nha các. Giá cực kỳ mềm nha. Rất là mềm. Độ cứng thì cứng đều 4-5H nè. Ra thẳng tưng luôn các. Không võng, không có lỗi lầm tí nào hết. Cách nhận hàng mình vui lòng kiểm tra hàng giúp em nha. Những đơn đã thanh toán, chuyển khoản hoặc là ship code thì cũng mời kiểm tra hàng, đảm bảo quyền lợi nha các. Đo cần là 1 ly, trọng lượng 248g. Mã cần 19. Mã 19 giá cần 560.000. Mã 19 giá là 560.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 20. 20 thì có một cây 6m3 luôn, dòng Adventist Speed này các. Adventist Speed 6m3, độ cứng vẫn là 4-5H nha các. Cái hàng lóng ngắn mà 4-5H rất là hiếm luôn. Rất là hiếm. Đa số 4-5H họ sản xuất chữ là hàng lóng dài để đánh dịch vụ các cách. Đánh dịch vụ câu săn hàng tự nhiên. Còn hàng lóng ngắn ít khi mà độ cứng cao lắm các. Mà nay em về được mấy cây này độ cứng khá là tốt. Với lại nó nhỏ gọn, tiện lợi để các anh mình di chuyển là mình bỏ ba lô, cắp xe đi du lịch dã ngoại, đi công tác hay cứ bỏ cây còn vào, anh thích câu thì lấy ra câu thôi, nhỏ gọn tiện lợi. Đọt cần là 0.9 ly nha, 0.9, trọng lượng sẽ là 235g ạ. Và cần mã số 20. Cây này 20, 6m3 có giá là 370.000, 6m3 370.000 mã 20 ạ. Và cuối cùng kết thúc video hôm nay là mã số 21 nha các. 21, một cây lu máy ngang của IK dòng Master Bit nha các. Dài 1m98, m98 gần 2m, độ cứng MH ạ. Tải mồi thì từ 12 cho đến 26g, còn tải cá là từ 10 cho đến 20lb. Hồ các bạn xoắn ít hai da toàn thân luôn. Và đọt cần là 2 ly nha các. M98 MH đọt 2 ly ạ. Sử dụng carbon xoắn ít hai da. Nó cũng sáng toàn thân như này nha các. Cái thiết kế cánh tay cầm của nó nhìn rất là sang luôn các. Quá đẹp. Các có thể gắn máy ngang có lên đầu video á. Các xem con nào ưng ý thì mình gắn cả bộ em miễn phí ship cho mình nha. Riêng cái này cũng miễn phí ship rồi. Cái này thì 750 miễn ship để các anh trải nghiệm nha. Cần đẹp, giá mềm. Giá trên web là 800 nha các. Các mua bên em thì được giảm giá 50.000 và miễn phí ship luôn để các anh trải nghiệm nha. Cánh tay cầm quá đẹp. Đọt là 2 ly, trọng lượng là 150g ạ. Và mã số 21 nha các. Mã 21 giá cái này là 750.000 miễn phí ship. 750.000 miễn phí ship ạ. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các nha.